Con nghe nè mẹ, mọi chuyện chưa ổn chứ? Mọi người đang lo lắm, nhưng chưa ai xác định được điều gì hết. Chúng ta cũng đâu có biết chuyện gì đã xảy ra, đúng không? Cho nên con phải hết sức bình tĩnh, con nhớ không? Dạ, con nhớ rồi. Thời gian này để tránh mọi tai mắt, mẹ con mình tạm thời không gặp nhau. Nếu có chuyện gì cần thiết thì hãy liên lạc qua điện thoại nha con. Dạ. À còn nữa, con lập tức thực hiện kế hoạch đã định đi. Dạ, con biết rồi. Vậy thôi, mẹ cúp máy nha. À, khoan đã. Khoan đã mẹ. Con còn điều gì cần nói? Thành phần mẹ nhớ để mắt tới cô ấy giúp con. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, cô sợ Thành phần chịu không nổi đâu. Con yên tâm, mẹ biết là mẹ phải làm gì mà. Khởi à, Khởi ơi Khởi. Khởi ơi, em có nhà không vậy? Cái thằng này đi đâu mấy bữa nay không chịu về nhà. Cái thằng này vẫn chứng nào tật đó, không bao giờ bỏ hết. Hết nói nổi. Em có quà cho Đăng Duy đó hả? Em tìm được rễ cây cà phê, đẹp không? Nếu món quà này đến sớm hơn thì Đăng Duy sẽ thích lắm. Không được, phải giữ mọi thứ thật bình thường, không để ai nghi ngờ gì hết. Anh Kim, anh nói thiệt cho em biết đi, có phải anh Đăng Duy bị bắt rồi không? Không phải đâu. Từ những tài liệu mà em đưa, tổ chức vẫn chưa xác định được ngày mà hắn ta giao nhận hàng. Nếu không phải thì anh ấy đi đâu mới được chứ? Tại sao anh ấy lại ngắt mọi liên lạc chứ?
Thanh Vân à, sao em phải lo cho Đăng Duy tới như vậy chứ? Làm sao mà em không lo cho được? Em là con người mà, anh đã đối xử rất tốt với em. Trên danh nghĩa còn là chồng sắp cưới của em nữa. Anh bị em không lo mà được sao? Là anh sai. Anh không nên nói câu đó, cho dù em đang lo cho một tên tội phạm có án tử. Nói vậy có nghĩa là tổ chức đã tìm thấy điều gì rồi phải không? Em cũng có quyền được biết tổ chức làm tới đâu chứ. Đáng tiếc là mọi thứ chúng ta chỉ biết có vậy thôi. Em à, tổ chức đã đồng ý cho em rút khỏi nhiệm vụ lần này. Nếu cần, sắp tới họ sẽ cài người khác. Thì ra trong suốt thời gian qua, mọi chuyện em làm đều như một cái máy được lập trình, không có quyền được biết, không có quyền được hỏi gì hết. Em đã phải hy sinh rất nhiều thứ. Em đã phải... Anh đâu có nói là chuyện đó vô ích. Chỉ có điều hắn ta có tin gì nên không để lộ nhiều thông tin mà thôi. Tổ chức ghi nhận sự đóng góp của em. Họ nói là trong thời gian tới họ sẽ mời em. Em không cần. Vì em chưa từng biết họ, cho nên em không muốn dính líu gì tới mấy người đó hết. Thôi được rồi, em không muốn thì thôi. À, có điều này anh muốn nhắc lại để cho em nhớ. Việc em làm nội gián chỉ có em, anh và một người đại diện của tổ chức biết thôi. Còn những người khác chỉ biết em qua bí danh, hoàn toàn không biết em là ai. Và để đảm bảo sự an toàn cho những người nằm dục sau này, em quyết định không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai, kể cả công an. Em sẽ coi quãng thời gian qua là một cơn ác mộng. Em cũng không muốn nhắc lại làm gì. Thanh Vân à, những ngày sắp tới em tính sao? Trong hoàn cảnh này em không tính gì được hết. Anh Đăng Duy chưa về, trách nhiệm của em đối với gia đình đó còn nặng nề lắm. Em không tính gì được nữa đâu. Anh hiểu. Em về trước đây.